Vài năm trở lại đây, giống hầu ở Kim Sơn được đánh giá có chất lượng tốt nên thị trường ngày càng được mở rộng. Từ đầu năm đến nay, sản lượng tăng trên 65% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, toàn huyện Kim Sơn có gần 300 cơ sở nuôi hào giống, tập trung ở các xã Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung và thị trấn Bình Minh. Sản lượng đạt 12,5 tỷ con trên một năm, đảm bảo chất lượng đáp ứng một phần nuôi tại địa phương và xuất bán cho các tỉnh thành lân cận như Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng. Doanh thu từ nghề này đạt 350 tỷ đồng. Nhiều hộ nuôi có thu nhập từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên một vụ. Với chất lượng hào tốt, không chỉ phục vụ để nuôi hào thương phẩm mà còn sử dụng làm thức ăn cho tôm hùm, chủ yếu là thị trường Khánh Hòa, tỉnh có diện tích nuôi tôm hùm lớn nhất Việt Nam. Thời tiết thuận lợi, các đơn hàng tiếp tục tăng. Từ đầu năm tới nay, Kim Sơn cung cấp cho thị trường 6,75 tỷ hào giống, tăng 65,85% so với cùng kỳ năm 2023. Được mùa, được giá, đền bà con hào hứng với nghề sản xuất giống hào các địa phương đã và đang tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo chất lượng con giống, giữ vững thương hiệu giống hào Kim Sơn.